một chương trình truyền hình dành cho bố và con đã xuất hiện, nơi các ông bố được trải lòng về những khoảnh khắc đầu đời của con, nơi bố và con đi tìm những sự trùng khớp về sở thích và tính cách, nơi các ông bố được trổ tài vào bếp phục vụ các con những bữa ăn đầy dinh dưỡng. Hãy cùng chào đón sự xuất hiện của hai MC vô cùng tâm lý và đáng yêu, MC Hồng Phúc và diễn viên Phương Lan. Hồng Phúc và Phương Lan rất vui được gặp tất cả quý vị và các bạn trong chương trình Bố là tất cả. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện, và chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên HTV9. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn đơn vị đồng hành với Bố là tất cả, vali, ba lô và túi sách cao cấp Sacos. Và bây giờ em nôn nóng lắm rồi, không biết là hôm nay cặp bố con nào sẽ đến với lại chương trình của chúng ta đây. Bây giờ tất cả quý vị ơi, hãy ngồi gần người màn nhỏ hơn để chúng ta gặp gỡ và chào đón. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đến với ông bố Văn Sơn và bé Minh Hiếu. Wow, xin chào hai bố. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Nguyễn Văn Sơn, hôm nay 40 tuổi, nghề nghiệp là mua bán kinh doanh. Chào con. Con chào chú. Chào con. Chào cô. Dạ, con là Minh Hiếu. Con năm nay con 8 tuổi, gần lên 9 tuổi. Đó. Nhưng mà 3 tháng sau lận. 3 tháng sau. Rồi, không biết là ngày hôm nay khi mà con đến với chương trình Bố là tất cả thì tâm trạng của con như thế nào? Dạ, rất là phức khởi. Rất là phấn khởi. À, cô thấy hôm nay con mặc một bộ đồ rất là cool ngầu. Thì không biết là cái bộ này là bố chuẩn bị cho con hay là mẹ chuẩn bị cho con? Dạ, bố. Hồi ôi. Rồi. Ủa, vậy là vấn đề thời trang của bé là anh chuẩn bị hết đó hả? À, cũng... Anh giúp ít thôi. Anh chuẩn bị nhưng mà chị nhà trả tiền. Anh nhập gần lâu đó, nhập gần lâu. Không sao cả, dù sao thì em thấy rằng là anh và bé đã sẵn sàng với một cái trạng thái rất là tích cực để ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ ông bố và bé tiếp theo, đó là bố Thái Bảo và bé Kiến Anh, xin mời. Hơi nhẹ nhàng hơn tí xíu là nhiều khi kiểu như đàn ông ta điềm đạm, đúng không? Điềm đạm hơn này. Ủa gì anh với lại anh Sơn không có điềm đạm hả Lan? Đúng không anh Sơn, tự nhiên ra cái đàn ông ta điềm đạm của hai người này, hai bà mẹ hay sao Lan? Không phải, tại vì thấy là anh dẫn bé ra, ý em nói cái người đàn ông nhỏ đây nè, người ta điềm đạm đúng không? Hú hồn, tưởng đâu nói mình điềm đạm. Mình điềm đạm cái năm mình có tuổi rồi đó. Dạ, dạ. Chào chương trình, chào tất cả mọi người. Mình xin giới thiệu, mình là Nguyễn Ngọc Hoàng Thái Bảo. Hôm nay mình 41 tuổi, mình là một kiến trúc sư. Con chào cô và chú, con tên là Nguyễn Kiến Anh. Năm nay con 8 tuổi, con sắp lên 9 tuổi. Cũng sắp lên 9 tuổi, vậy là hai bé là 3 tháng nữa là lên 9 tuổi đúng không? Dạ đúng. Dạ đúng. Không biết là ngày hôm nay tâm trạng của con đến với chương trình như thế nào? Dạ rất là vui. Vui không? Tại cô thấy con ra mà thấy con điềm đạm quá, con thể hiện cái sự vui cô thấy coi nè. Khi không muốn. Vậy là vui rồi đó. Khi đàn ông người ta vui người ta khác. Ủa vậy người ta hả? Ta không có vui được người ta khác. Thử nè con, thì con vui thử coi nè, vui thử coi nè. Con vui nè. Mỗi em mỗi thái độ khác nhau, nhưng mà dù sao thì các ông bố yên tâm hơn. Lúc này thì các bà mẹ cũng như các khán giả đang theo dõi Bố là tất cả sẽ ủng hộ cho hai ông bố và hai em bé của chúng ta. Còn đúng bây giờ rồi, xin mời cả các gia đình sẽ ngồi vào vị trí để chúng ta sẽ cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Ôi, thấy tình yêu là thấy là vui rồi đó Lan. Mà thường á, em thấy cái cảm xúc mà của cái người đàn ông á, bình thường ở ngoài ta rất là mạnh mẽ, nhưng mà em thấy hầu như tất cả các ông bố khi mà chứng kiến vợ mình lần đầu tiên sanh, lúc đó là em thấy là có nhiều người là thậm chí là khóc luôn và bồn chồn lo lắng. Thì em muốn hỏi là hai ông bố là cái cảm xúc ha. Bây giờ em hỏi bố Văn Sơn trước đi. Nghe vợ vô sanh thì cũng hồi hộp. Thì lúc nào cũng ngồi ngoài chờ đợi. Đúng rồi. Thì đợi khi nào bác sĩ ra
Thì bác sĩ nói là ờ đây là con anh được mấy ký, lúc đó là mới nhẹ nhõm mà mừng. Dạ. Mừng mà mừng chảy nước mắt chứ không phải là mừng dữ dữ. Thì như vậy đó cảm xúc nó mừng mà không tả được. Lúc đó nó nhận cảm được giác, con. Dạ. Cảm giác thiêng liêng lắm đúng không anh? Dạ. Nhưng mà em thấy có cái trường hợp là có nhiều chị có nghĩa là chuyển dạ đó mà nhiều khi người ta đau nhất mà người ta bấu bấu cái người bố mà bấu mà phải nói là rách da luôn đó. Thôi thì có cái những lúc sanh rồi á, cái vô trong nằm nuôi á thì dạ. Nằm chờ thì cũng có mấy người mẹ dạ. Gần sanh bên giường kế bên á dạ. Khóc mà la gì lắm mà mình thấy tội cho đó, người phụ nữ lúc mà vậy dạ. Không phải mình so sánh nhưng mà người mẹ thì thương rất là nhiều dạ, tại vì người ta mang nặng đẻ đau tới lúc sanh rồi này nọ là nhiều cái giai đoạn lắm. Cảm ơn anh. Anh nói mà nước mắt ảnh rưng rưng. Em thấy giống như là anh đang được trở về cái khoảnh khắc đó vậy. Đúng rồi, đúng nhìn rồi. Nhìn như là thấy anh Sơn là thương vợ lắm nha. Dạ. Anh Bảo ngồi cười cười. Rồi, cười cười. Dạ. Đang nhớ lại, anh đang hồi tưởng lại cái, không biết là khoảnh khắc lúc đó như thế nào anh không? Thật sự thì cái cảm xúc và khoảnh khắc thì của mình với Sơn hầu như nó giống nhau. Dạ. Sơn nói những cái gì mà mình nói đâu là phải đúng cái đó đó. Dạ. Nhưng riêng cái về phía mình đó thì do lúc mà vợ mình sanh đó là nghĩa là chuyển dạ rất là lâu, từ sáng đến tối luôn. Có nghĩa là trải qua tất cả các công đoạn từ coi như là chuyển dạ rồi sanh thường rồi không được tất cả thứ bao nhiêu biện pháp để mà mình lấy em bé ra đó. À. Thì cuối cùng từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Trời ơi, vậy tính ra là nguyên một quãng đường nữa nó dài, dạ. Rất là dài mà mình coi như là mình có ước gì là mình có thể thay được một phần nào giúp đó được cái gì không được gì cả. Nói chung là lực bất tòng tâm mà chỉ dạ. rất là cảm thấy mà sau khi mà sanh bé ra thì từ đó mình thấy là tình cảm của người mẹ cho con và gia đình nó trở nên cái gì rất là thiêng liêng. Dạ. Vậy em xin hỏi thêm một tí xíu là cái cảm xúc của anh lần đầu khi mà anh chăm sóc cho bé, anh có bỡ ngỡ hay là mình lúng túng không? Hay là trước đó trong lúc bà vợ mình mang bầu là mình đã cũng có tìm hiểu thông tin trên mạng chăm sóc con như thế nào? Thật sự thì mình đã tìm hiểu trước khi vợ mang bầu cơ. À. Nghĩa là có một quá trình chuẩn bị rồi. À, tuy nhiên khi mà đón bé ra thì nó cũng lúng ta lúng túng lắm. Nói chung là thật sự thì từ cái lý thuyết coi như là thuộc rất là giỏi rồi nhưng thực hành thì nó còn cả cũng có rất nhiều cái bỡ ngỡ và yeah. Và mình cảm thấy là từng ngày và nó càng gắn kết và mình thấy là mình học nhiều thứ và cái tình cảm nó ngày càng lớn hơn. Yeah. Đó là cái mà không có sách vở nào chỉ được cả. Anh cũng nhớ đó Lan. Còn anh thì sao nè? Nói chung là nó rưng rưng nước mắt. Tại vì có con đầu lòng rất là vui mà lúc đó tự nhiên mình thấy thương vợ mình vô cùng. Mà tự nhiên lúc đó anh mới thấy rằng là thật ra nha, nếu không có những bà mẹ, những người vợ thì không biết là các ông bố mình, các ông chồng mình làm gì đúng không mấy anh? Kể là nó bị lay hoay á và lúc đó thì vợ thì rất là tự tin nhưng mà mình thì mình bối rối và lúc bị em rối. Đi quay một chương trình nữa em tay chân em mới cứ rụng rồi mà nguyên một đêm đó là không ngủ luôn, chỉ chờ tới sáng nó vô thăm vợ mình thôi. Cho nên thành ra khi mà nghe anh Sơn với anh Bảo nhắc lại cái kỷ niệm đó tự nhiên em thấy cũng bồi hồi và một lần nữa xin được cảm ơn các bà vợ, các bà mẹ đã giúp cho chúng tôi có những khoảnh khắc mà ngồi đây để mà chia sẻ cái tình cảm của chúng tôi với những người phụ nữ đang ở nhà. Không biết là ở nhà là hai bố có thường xuyên là chơi với bé hay không hay là đa phần là bé sẽ dành thời gian ở dạ, với mẹ nhiều hơn. Dạ rất nhiều luôn. À rồi bây giờ họ hỏi con nè. Rồi dạ. Hiểu trả lời nè, nhà bố dạ. Chơi con rất là nhiều hả? Dạ. Ủa vậy sao mẹ bận lắm hả hay sao mà không dạ, có dành được thời gian? Mẹ bận lắm. À mẹ bận. Mẹ là bận rồi tối mẹ mới là chơi. Là bận từ con sáng được. Tới tối luôn. Từ tối mẹ mới chơi được. Dạ. À vậy còn ví dụ như ăn uống hàng ngày ở nhà thì là bố lo cho con hết hả? Là mẹ với bà ngoại. À mẹ với bà ngoại nấu. À mẹ bà ngoại nấu. Còn ở nhà ví dụ như bố chơi hay là ví dụ như học bài hay là các thứ ví dụ con có những cái gì đó thắc mắc trong cuộc sống cái gì con không hiểu thì thường con sẽ hỏi ai? Dạ con hỏi cả ba lẫn mẹ luôn. Nhưng mà tính ra nếu mà ở nhà thì mẹ với lại bố ai là người nghiêm khắc với con hơn? Dạ tất nhiên là mẹ rồi. À, mẹ hả? Mẹ hả? Mà mẹ có nghiêm khắc với bố luôn không? Ví dụ như có nhiều khi mẹ la con cái bố binh con á, cái mẹ có la bố luôn không? Không, la bố là la con, là la con là la bố luôn. La con là la bố luôn. Dễ thương. Bây giờ không biết là Kiến Anh ở nhà là bố hay là mẹ nghiêm khắc với con hơn? Dạ là mẹ. Mẹ nghiêm khắc hơn. Nhưng mà bố với mẹ ai là người hay chơi đùa với con nhiều hơn? Dạ là bố. Là bố nhiều hơn. À chị khi mà ví dụ như mẹ nghiêm khắc với con á thì bố có binh con không? Dạ có. À có binh luôn. Rồi sau khi mà bố binh xong thì mẹ có la luôn hai bố con không? Dạ không. Dạ không. À.
Khoái nha. Khoái đỡ, đỡ. Anh Bảo là có một cái cách hay khác để mà yêu vợ, thì quan tâm với vợ, làm cho Kiến Anh cảm thấy là mẹ với bố là nói chung là rất là dễ dàng. Nhưng mà Hiếu là thấy rõ ràng luôn đó. Hiếu nói là mẹ là dữ hơn, nghiêm khắc hơn. Tại vì sao? Tại vì bố Sơn chắc hiền quá. Từ nãy giờ mình nghe kể, mình thấy các ông bố rất là tâm lý, rất là tình giỏi. Yêu rồi đó. Thấy bây giờ yêu vô trò chơi là mình mới biết là có thật sự là như vậy hay không ha. Bây giờ thì xin mời bố Sơn, bố Bảo, bé Hiếu và bé Kiến Anh sẽ cùng đến với vòng 2 sau ít phút nữa, được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng quay trở lại với bố là tất cả, và vòng 2 được mang tên Tâm Ý Tương Thông. Và ở vòng 2 này chúng ta sẽ đến với cặp bố con đầu tiên, đó là bố Văn Sơn và bé Minh Hiếu. Thì ở vòng 2 này chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Nếu như mà hai bố con trả lời trùng khớp ý với nhau ở mỗi câu hỏi, chúng ta sẽ được 1 điểm. Và 5 câu hỏi sẽ tương ứng là 5 điểm. Không biết là hai bố con đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Sẵn sàng 100% luôn. Bây giờ Hiếu ơi, con thích là cô Lan về phía con hay là chú Phúc về phía con nè? Dạ cô Lan đi. Em cũng thích bé nữa. Anh cũng thích bé nữa, giờ sao? Nhưng mà em nghĩ là anh hợp với ông bố hơn. Em cũng hợp với ông bố hơn mà. Không, em hợp gia đình xào xáo lắm. Anh em bé anh à. Dạ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên. Món ăn nào mẹ nấu mà bố con thích nhất? Đây cô Dịnh nha nè. Rồi nhanh lên nè. Món gì mẹ hay bỏ bột vô? Món gì mẹ hay bỏ bột vô? Không có được nhắc nè. Rồi. 5 4 3 2 1 hết giờ. Gà chiên. Gà chiên đúng rồi. Trời ơi hay quá. Mặc dù thấy có hơi liếc liếc và xíu nha. Là hai bố con đã có một điểm đầu tiên. Câu hỏi thứ hai, nếu được nuôi một con thú cưng, con sẽ chọn con vật nào? Ta 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 ta. Không được nhìn nha, không được nhìn nha nè, che lại nha. Con này con đã từng nuôi. Bố Sơn à, con đã từng nuôi đó nha. Rồi, rồi. Nãy giờ 5, được 2, 4, 3, 2, 1. Vô bảng nè. Chuột hamster. Hamster đúng rồi, bên đây cũng là hamster luôn. Chà, coi bộ là hai bố con là hiểu ý nhau đó nha. Cái tâm ý tương thông đó nha. Đúng rồi. Hai bố con đã có thêm nữa là một điểm nữa là tổng cộng 2 điểm. Yeah, được 2 điểm rồi. Nếu như mà đã chính xác như vậy, cô Lan sẽ đổ câu hỏi nữa đó, thật khó hơn nữa. Chắc khó được đâu hả? Câu hỏi số 3. Bé mong muốn ở lớp học sẽ có món đồ gì giống như ở nhà? Ai? Ai? Mong muốn ở lớp học có món đồ gì giống như ở nhà? Ba biết đúng không? Mạnh mẽ nè. Cái gì chơi? Đồ chơi nè. Rồi, hợp lý nè. Hợp lý nè. 5 4 3 2 1 Với bạn. Điện thoại. Dạ, sai rồi. Cái gì? Anh gì để gì? Trái bóng. Trái bóng. À, trái bóng để chuồng chi mà. Thế gia đình mới bắt đầu xào xáo rồi. Đúng đó, rồi. Ba câu. Hai bố con đã không có ý trùng khớp với nhau và chúng ta không có điểm nào hết. Nhưng mà mọi người vẫn có được 2 điểm rồi. Cố gắng lên. Bây giờ là tới 2 câu hỏi về hình ảnh. Câu này phải nhường cho anh Phúc thôi. Hồi nãy là đáng nhẽ là hai bố con được điểm, nhưng mà tại vì nói cô Lan cho tăng lên khó, cô Lan cho câu khó. Nên hy vọng là cái câu số 4 này là câu về hình á. Thì nó rất là đơn giản thôi. Bố sẽ là người coi kỹ cái hình và diễn tả làm sao để con đoán được cái hình đó. Hy vọng là câu hỏi này thì sẽ đem về một điểm nữa cho bé Hiếu và bố Sơn nha. Dạ. Hiếu sẵn sàng chưa nào? Dạ. Nha. Rồi, bố Sơn nhìn kỹ nè. Rồi. Dạ. Nhắc nhẹ cho Hiếu luôn nè. Hoa. Đây là hoa tên gì nha? Cái hoa đó mà mình đi lên Đà Lạt á, vô đó mình chụp hình đó. Rồi. Nhớ không? Rồi. Con có vô cái vườn hoa đó luôn đó, phải mua vé vô chụp hình đó, cái gọi hoa cái hoa giấy. Đó. Không phải hoa đâu, giấy. Cái hoa đó có 4 chữ đâu mà. Cái hoa đó hơi tím tím á, mà một bông bự gì nè, một cái hoa bự vậy nè. Hoa gì mà nó có cái 10 giây cuối nè. Có cái hoa đó mà để giống như là có cái tên nó có cái mình đi bắt qua nên để mình đi qua đó. Là
cái tên đó, cái tên hoa đó đó. Hoa bắt cầu hoa hả? Hoa bắt cầu hoa. Thì gần gần đúng rồi đó. Hoa gì? Hoa gì? Hoa cẩm tú cầu. Và đáp án cuối cùng của Hiếu đó là hoa cẩm tú cầu. Yeah. Đúng không ạ? Yeah. Không hay thể nào quá. Sai được. Trời ơi. Nhưng mà cái này nha, em phải rút kinh nghiệm. Tại vì á, cái tên hoa là cẩm tú cầu. Thì đây là bố phải nói là cái tên hoa chỉ có 3 chữ thôi. Hồi nãy nói là 4 chữ. Hồi nãy nói 4 chữ nữa. Đúng không? Tại tên một loại hoa mà mình nói 4 chữ, bé bé sẽ bị nghi vấn liền. Đúng không? Rồi, đúng nhưng không? Hên, ở những phút giây cuối cùng bé không còn nhớ về số chữ đâu. Bé nghe cái gì nó bắt qua là bé nhớ liền. Đó. Hay lắm. Hay quá, vậy làm hai bố con đã có thêm được 1 điểm nữa. Chúc mừng con nha. Rồi, xin mời bố Sơn. Cái hình này thì có hai từ và không được nhắc từ nào hết nha. Dạ. Tạm đừng nói, nhìn kỹ nha. Rồi, đây là cái gì nè, mình phải nói cái đó là... Cái này là một cái nhà hàng ở trên biển. Mình đi ăn sinh nhật hôm bữa của mẹ. Ăn sinh nhật gần nhà đây hàng không trên anh? Biển đó, đó là cái gì? Ăn sinh nhật của mẹ luôn biển anh. Biển Dương hả? Cái này là... nó nằm ở trên trên sông á. Đúng rồi, em cũng đang suy nghĩ, em tính hỏi là... Ủa anh ơi, cái nhà hàng nào mà nằm trên cái biển? Cái bè thuyền. Rồi. Mày nãy con nói là cái bè đó, giống cái bè là gì? Giống cái bè là gì? Nãy con nói là cái gì? Cái gì đó, cái từ đầu tiên nói gần. Nãy con nói thuyền. Từ đầu tiên. Rồi, từ thứ hai. Từ thứ hai, chuyện gì? Nó có thiên bướm. Đáp án của con đó là thiên bướm. Và đáp án của chương trình đó là... Trời ơi, xuất sắc quá Hiếu ơi. Vậy thì bây giờ chúng ta tổng kết lại từ nãy giờ 5 câu hỏi bị chật một câu. Vậy là hai bố con có tổng số điểm là 4 điểm. Chúc mừng bố Sơn và bé Hiếu nha. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp bố con thứ hai, đó chính là bố Thái Bảo và bé Kiến Anh. Đội bố Sơn và bé Hiếu đã chỉ mang về được có 4 điểm thôi. Tiếc quá, cái câu đó là do cô Lan làm. Nữa à? Thì đó, em không. Cho cái đề dễ dễ chút đi. Không, cái này là của chương trình. Ủa vậy hả? Rồi, từ nãy giờ thì chắc là bé Kiến Anh nè, cũng như là bố Thái Bảo cũng đã xem cái phần tham gia của hai bố con trước rồi. Mình đã rút được kinh nghiệm chưa? Dạ rồi. Dạ rồi ha. Và bây giờ là mình bắt đầu là mình viết là phải viết thật là nhanh nè, đúng không? Và nhớ là phải đúng chính tả nữa. Bây giờ không biết là hai bố con đã sẵn sàng đến với phần chơi của mình chưa ạ? Kiến Anh sẵn sàng chưa con? Sẵn sàng chưa rồi. Con? Dạ rồi. Nghe cái nào mình lấy thật. Yeah. Rồi. Mời hai bố con hãy nghe câu hỏi nha. Câu hỏi đầu tiên. Ước mơ tương lai của bé là gì? Nhớ lại nè, ước mơ của con nè. Ước mơ của con là gì nè? Bố không có nhắc nha, bố lặng lẽ ghi thôi, đúng rồi. Bố ghi chữ đẹp quá. Phát hiện ra chữ của bố Bảo rất là đẹp cho mọi người, kiến trúc sư có khác. Trời ơi, chơi luôn. Với chữ in hoa luôn nha. Đẹp luôn á. Rồi. Đủ chỗ không? Đủ nha, đủ. Đúng rồi, còn có dưới đây. Không biết trùng hay không thôi, nhưng mà rất là nhiều ước mơ đó mình. Rồi, đã xong rồi. 5 4 3 2 1 Hết giờ. Bố Bảo đó là... Là gì anh? Ở chủ một khách sạn, sau này con có chia sẻ là muốn làm một cái chuỗi khách sạn trước kỳ hotel. Thì cho nên đó là một cái hồi nãy lúc mà em hỏi bé thì nãy là con thích gì, em cũng đưa ra cho bé một số nghề, ví dụ như là thầy giáo nè, hay là kiến trúc sư, ca sĩ. Nói con không thích. Bây giờ hỏi giờ bố con làm kiến trúc sư, con có thích kiến trúc sư giống bố không? Cái bé đắn đầu hỏi quá. Dạ thích. Thích thì con ghi đi, em lại tự là bé lại thích giống như là anh. Không, cũng là một cái cũng có chừng chia sẻ, nhưng mà cũng dù muốn cái gì là nghề tay trái đó. Nghề tay trái là sẽ là mở một cái khách sạn về cho tay phải là kiến trúc sư, còn tay trái là mở khách sạn. Mà cái khách sạn này đặc biệt là cho các là thú cưng rất là nhiều. Có thích chủ khách sạn không? Là con muốn làm kiến trúc sư để con thiết kế cái khách sạn của con. Có nghĩa là muốn là kiến trúc sư thiết kế cái khách sạn mà mình sẽ làm chủ. Thôi vậy anh thấy cái này cũng giống gần đúng nè. Gần gần kiến trúc sư để mà làm cái khách sạn này, câu này được điểm không cô Lan? Em thì em thấy là thật sự là cái câu hỏi này á,
em thấy bé có một cái câu trả lời khá là thông minh, thật sự luôn. Là kiến trúc sư để mình thiết kế cái khách sạn sau này mình làm chủ. Làm chủ. Thật sự em rất là thích cái câu trả lời này. Vậy em cho bé được một điểm không hay là em không cho điểm nè? Em sẵn sàng cho. Không sẵn biết anh cho không biết anh như thế nào. Anh chứ em đã sẵn sàng rồi đó. Anh là anh không sẵn sàng đó, tại vì cái này ghi đáp án đây là chủ khách sạn, ở bên kia kiến trúc sư là không liên quan lắm. Cô Lan à, không có. Hồi nãy cái cặp bố con kia thì người ta khó, tâm điều khó tới tiêu bố con này em chăm điều dễ. Không phải, tại vì thấy thích bé dưới chữ đẹp. Anh chỉ cần làm em dao động một tí xíu thôi là em. Phải, tại vì anh hỏi cái đó anh đụng em là người rất là tình cảm. Khi mà phụ nữ nói dối thay vuốt tóc nè, không phải em, nè. Anh thấy có, muốn em vuốt có tóc có nè, anh thấy có. Câu hỏi này rất tiếc hai bố con không ghi được điểm rồi. Trời ơi, lỗi tại cô Lan nè. Nữa hả? Có, tại vì thấy bé trả lời hay quá, tính cho điểm. Trời, cô là cô dễ lắm đó, thấy không? Cố lên nha, bố con cố lên nha. Rồi. Vậy câu hỏi 2 dễ nè, cô Lan nè, dễ nè nha. Rồi, bây giờ câu hỏi đầu không sao hết. Không đúng mình câu hỏi khác đúng không con? Rồi. Rồi, ở câu hỏi thứ 2. Câu chuyện mà bé thích nhất là gì? Bố ghi cả tiếng Anh và tiếng Việt dịch ra luôn nè, ghê chưa? Tại vì chuyện này tối nào anh cũng kể đúng không ạ? Cũng kể cho bé nghe trước khi ngủ á. Dạ rồi. Rồi, Kiến Anh có cả đã có đáp án chưa nào? Bé có đáp án rồi. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Bố bảo đó là Sinbad, người đi biển. Có chị đúng Sinbad rồi, bên đây là người đi biển Sinbad. Cho em hỏi là đây là cái câu chuyện tại sao anh lại hay kể cho bé hàng đêm à? Đây là một câu chuyện trong chuyện Ngàn Lẻ Một Đêm. Nó là một tác phẩm rất là nổi tiếng và hầu như là ai cũng biết cả. Dạ, thì Sinbad từ đi biển là một chương trong cái câu chuyện đó. Và nó gắn liền với phiêu lưu tất cả các thứ. Dạ, bé rất là thích. Rồi. Buổi tối thì mình hay kể cho bé nghe trước khi đi ngủ. Câu hỏi tiếp theo. Giữa hai mùa nắng và mưa thì bé sẽ chọn mùa nào? Trời nắng hay trời mưa thích hơn nè? Thích nào hơn thì con dí vô đây. Con thích cái bài hát đó. Quê em hai mùa mưa nắng. Hai thôn nghèo nổi liền. Con thích trời nắng hay trời mưa? Thường trời mưa là không được đi chơi, đúng không? Không, nhưng mà trời mưa. Em gợi ý tới cậu đó, em không có cho anh nói, em phải gợi cậu đó mà không biết. Con thích nó mưa cái gì lạnh. Vậy con là bé Kiến Anh thích mùa nào đó con? Dạ, thích mùa nào và mùa nắng thích mùa nào? Em thấy là bé có một cái câu trả lời, một cái lời giải thích rất là hay cho cái mùa này. Rồi. 5, 4, 3, 2, 1. Mùa nắng. Rồi, bây giờ để cái câu của em để sau đi. Rồi. Hỏi bố bảo trước nè. Tại sao anh nghĩ là bé thích mùa nắng? Thật sự cái thường là bé không thích trời mưa. Mưa thường bé không thích. Thứ nhất là nó bị hạn chế cái đi ra ngoài, đi dân. Tại vì thật sự cái sinh hoạt thường ngày của anh với bé là chủ yếu là đi ra ngoài chơi, đi cắm trại, đi chèo súp, tất cả thứ. Rồi nhà có con chó vẫn đi chơi tất cả thứ. Thì mùa mưa là hầu như là không đi được, bé rất là buồn. Mùa nắng thì tha hồ tung tăng. Mùa nắng thường gắn với mùa xuân và cả gia đình hay đi chơi chung. Đúng rồi. Dạ, bây giờ nghe con trả lời của bé nè. Hồi nãy con trả lời với con sao con trả lời y chang vậy cho bố nghe. Khi mùa mưa là con thường là và lúc anh hai con đi tắm mưa thì con đi chung, nhưng mà thường là con không thích đi tắm mưa lắm. Tại sao? Tại sao? Là vì nước mưa thì nó không sạch thì con thường tắm hồ bơi. Nếu như mà nước mưa không sạch mình tắm thì mình dễ như thế nào? Dễ bị bệnh. Nãy bé trả lời vậy đó. Bé đó là bé cũng rất là thích trời mưa, nhưng mà đại loại là nếu như mà trời mưa thì thích được tắm mưa, nhưng mà vấn đề là tắm mưa thì sẽ bị bệnh. Cho nên thành ra là bé không có chọn trời mưa, bé chọn trời nắng. Trời ơi. Thấy bé Kiến Anh rất là nguyên tắc ha. Đúng rõ rồi. Ràng và khoa học luôn. Anh ơi, cái tư duy này là anh tập cho bé hay là bé có cái tư duy này từ nhỏ? Thật sự thì mình chỉ định hướng thôi, thật tư duy bạn có. Tính ông bà mình nói cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Cho nên tính bé từ nhỏ nó vậy rồi. Bé cũng đọc nhiều, cũng học sách rồi tất cả các thứ, cho nên tự động nó sẽ vào quy tắc. Nói chung là có lẽ là cái điểm may mắn của mình. Nhưng mà thấy là bé rất là thoải mái, chứ không phải là thấy là mọi thứ là đâu ra đó. Nghĩa là mình cũng thích lắm, mình nhìn mưa mình cũng thích lắm, nhưng mà mình xác định là tại vì mưa làm mình bị bệnh, cho nên là thôi mình không có tắm mưa. Rồi, ở câu hỏi này chúng ta lại có thêm một điểm nữa. Rồi. Chúc mừng bảo bé Kiến Anh lần nữa. Coi như là phần câu hỏi của cô Lan xong rồi đó. Bây giờ là tới phần hình nè, cái này là phải nhường cho chú Phúc thôi nè. Hy vọng là em lại tiếp tục đem điểm về giống như là cô Lan đã đem về cho bố Bảo với lại Kiến Anh. Rồi, cảm ơn cô Lan ở rất nhiều. Ở phần câu số 4 này là phần hình á, thì bố Bảo làm ơn nhìn kỹ cái hình. Nói cũng được, hành động cũng được, nhưng mà không được nhắc cái từ đáp án của cái hình đó. Làm sao cho bé Kiến Anh trả lời đúng là được. Dạ. Bố Bảo nhìn kỹ nha.
Xin mời Bố Bảo. Rồi, có hai từ rồi. Nha. Rồi. Hình đầu tiên có hai từ. Thôi Bố Bảo. Đây là một cái phương tiện mà anh hai không bao giờ thích đi, ghét nhất. Máy bay. Ủa sao mà anh ngạc nhiên quá vậy, đúng không ạ? Máy bay. Cái gì con? Máy bay. Con có đáp án khác không nè? Dạ không. Cho con lại một lần nữa đáp án khác. Máy bay. Đó là? Máy bay. Và đáp án cuối cùng của con đó là? Là máy bay. Trời ơi. Ôi, hay quá. Chưa đầy 10 giây luôn, có nghĩa là mới. Em thấy là giống như phương tiện là bé đã lấy lên. Anh hai không thích là trả lời liền, chứng tỏ là ở nhà là hai anh em mình tâm sự nhau nhiều không sao mà hiểu anh của mình quá vậy. Thường anh hai đi máy bay là anh hai rất là không thích, anh hai cứ sợ đi máy bay là lên máy bay là anh hai cứ xem coi máy bay khi nào tới sao? Khi nào tới rồi là cứ nói con thích đi máy bay không? Dạ thích, vì nó nhanh và nó sang trọng. Hay quá. Tư duy khác hẳn anh luôn. Em Út rất là hiểu anh hai. Hay quá anh Bảo ơi. Và câu hỏi này đã mang về cho Bố Bảo và Bán Cái Anh thêm một điểm nữa. Chúc mừng. Rồi, hình cuối cùng nè. Hình cuối cùng nha. Hay quá. Bé không chần chờ luôn á. Trả lời quá nhanh luôn. Bây giờ mình sẽ cho cái hình nó khó hơn nè. Úc bà la. Rồi, mời Bố Bảo nha. Rồi, có 4 từ. Từ đầu tiên nhắc luôn là hoa. Đây là một loài hoa. Và khi nó có những đặc điểm sau đây ha. Thứ nhất, cái anh biết là nó hay khi nó nở nó nhìn được hướng mặt trời. Hoa hướng dương. Sao anh? Anh mới nhắc tới đó luôn à. Sao đủ rồi. Hoa hướng dương. Trời ơi, mình cứ kiểu giống như là hai bố con mình có thể kiểu gợi ý nhiều rồi bé suy nghĩ. Có thể nói thêm được không? Mình câu giờ đang dài không anh? Tại vì nói nhanh quá mà em tưởng. Giỏi quá. Anh ơi, cho em hỏi. Không, giờ em hỏi anh nè. Cái câu này khó chưa anh? Khó lắm rồi đó em. Khó chưa ạ? Ủa không, nãy anh tưởng nó 4 chữ nhưng mà thật ra nó có 3 chữ. Anh nhìn, sao nó, ủa sao còn 4 chữ còn 1 chữ nữa đâu? Anh cố tình làm cho bé lung lay nhưng không. Không bao giờ. Bé có kiến thức. Chỉ cần nó hướng về mặt trời thôi là kiến trúc sư là bé đã biết rồi. Cho bây giờ chốt là hoa gì nè? Dạ hoa hướng dương. Chắc chưa? Dạ rồi. Rồi xin mời đáp án. Hoa. Cô Lan có cùng đáp án với bé không? Trời ơi, em nghe mặt trời em cũng hai không biết. Hai cô cháu nè, đáp án đó là hoa hướng dương. Đó là. Trời ơi. Ôi tuyệt vời. Trời ơi, xuất sắc luôn. Hay quá anh ơi. Hay quá. Không, thật sự thì cái bé đọc sách rất nhiều và dạ. Kiến thức nói chung này, những cái này nó thuộc về kiến thức về tự nhiên rồi. Dạ. Cho nên nó là một thế mạnh của Kiến Anh. Dạ. Ý của bố hai bạn đó là mấy câu hỏi đó kiểu nằm trong lòng bàn tay Kiến Anh. Tại Kiến Anh rất thích về thiên nhiên, về cây cỏ, về những con vật, tất cả thứ về sinh học. Cho nên những cái nào mà liên quan tới đó thì Kiến Anh rất là giỏi. Có những lúc mà bé chia sẻ mà những cái anh không có hiểu là tại sao bé biết được như vậy. Dạ. Có thể là những cái kênh đọc sách rồi, nhà anh có văn hóa đọc sách rất là nhiều. Dạ. Đặc biệt anh của Kiến Anh là đọc sách nhiều lắm. Quá tuyệt vời. Cho nên bạn cứ đi theo anh, cho nên được trao dồi kiến thức và tất cả những cái cũng may, nói chung là cũng may mắn là những cái câu hỏi này nó cũng chắc là trúng tủ. Dạ. Mà anh diễn đạt cũng rất là rõ ràng, rành mạch, cho nên bé đã trả lời đúng. Và cái việc giúp cho bé được cái câu này là do đọc sách nhiều. Đó, các ông bố ơi, muốn con mình thông minh và tư duy tốt giống như nhà bố Bảo với bé Kiến Anh thì cho con đọc sách nhiều đi. Đi thi bố là tất cả thế nào cũng có điểm. Dạ. Chắc luôn. Rồi. Và câu hỏi này đã mang về cho bố Bảo và bé Kiến Anh thêm một điểm nữa. Vậy là tổng cộng 5 câu hỏi. Hai bố con đã đúng được 4 câu và hai người có được 4 điểm. Yeah, chúc mừng bố Bảo với Kiến Anh. Đồng đều quá nè, hai đội này ngang tài ngang sức quá nè. Xuất sắc luôn ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là vòng 3 này thì bố Bảo, bé Kiến Anh cũng như là bố Sơn và bé Hiếu có vượt qua được và mang về giải thưởng cho mình hay không nhé. Sẽ gặp lại quý vị sau ít phút nữa. Bố là tất cả với vòng 3 được mang tên Bữa Ăn Yêu Thương. Và ở vòng chơi này thì chương trình chúng tôi đã khảo sát hai bé tất cả những món ăn mà hai bé thích có ở trong cái hộp này. Và bây giờ thì hai bé sẽ lên đây quẩy tù xì. Ai thắng thì chúng ta sẽ được bóc cái phiếu này ra. Và trong đây sẽ có một món ăn mà cả hai bé đều thích. Và nhiệm vụ của hai ông bố là sẽ nấu món ăn đó trong vòng là 30 phút. Làm sao có thể nấu nhanh nhất?
sau khi nấu ăn xong thì hai bé sẽ được thưởng thức cái món ăn đó. Nhưng mà vấn đề là hai bé sẽ không biết được món ăn nào là chính do bố mình nấu. Sau khi ăn xong, các bé cảm thấy món nào ngon hơn, các bé sẽ cho điểm nhiều hơn. Khi cho điểm xong, chúng ta bắt đầu lật lá phiếu lên, thì lúc đó chúng ta mới biết được người nấu món ăn đó là có phải bố của mình hay không. Không biết là hai ông bố và các bé đã hiểu được luật chơi chưa ạ? Dạ. Nhưng mà anh thấy 30 phút không thể nào anh nấu một bữa ăn lúc nào cũng hơn mấy tiếng đồng hồ. Sau đó thì không ăn được hết. Nếu như 30 phút mà các bố nấu được mới là tuyệt vời. Thì đó chính là cái thử thách dành cho hai bố ngày hôm nay. Và cũng là các mẹ cũng đã thấy là ô, người chồng của mình có thực sự là giỏi tới như vậy hay không. Đó là phòng này để cho các mẹ thỏa mãn. Đúng rồi. Yêu thích của các mẹ thích mấy bố nấu đúng giống không? Giống như bình thường, ví dụ như bố hay con, ví dụ đi về cái là vợ ơi có cơm chưa rồi nhiều khi tất bật đúng không? Thì làm sao chúng ta có thể nấu một cái món gì đó đơn giản mà trong vòng cái thời gian rất là ngắn. Wow. Đó. Bây giờ mời hai con này bước lên tí xíu nè. Rồi. Mình quánh tù xì với nhau nè. Ai thắng là mình bóc cái lá phiếu trong đây nè. Quánh tù xì ra cái gì ra cái này. Rồi. Không sao hiểu rồi. Hiếu thắng. Rồi bây giờ cho Hiếu bóc nè. Wow. Con bóc cái món nào mà khó thì khó nha. Cho bố con nấu. Canh thì là nấu tôm trộn với gỏi cá lăng. Thôi cá gô nấu với ruột bầu đi cho dễ. Thôi ôi. Rồi đọc lớn lên nè con. Đọc lớn nè, đọc lớn nè. Và rọi chiên. Và canh khoai môn. Khoai mỡ. Khoai gì? Khoai mỡ. Rồi món ăn của chúng ta sẽ là thịt ba rọi chiên và canh khoai mỡ. Bây giờ em mời anh Thái Bảo chúng ta về cái khu bếp của mình. Dạ, mời anh Văn Sơn chúng ta về khu bếp của mình. Hôm nay ngoài công việc thường ngày, các sẽ trổ tài mình là một master chef đúng không ạ? Đó, một người đầu bếp nấu ăn thật là ngon ạ. Không biết thường ngày là hai đứa con là được ăn đồ ăn bố mình nấu chưa? Dạ rồi. Dạ rồi. Bố nấu có ngon không nè? Dạ, cũng ngon. À bên đây ngon còn bên đây cũng ngon, có nghĩa là đôi lúc nó hơi dở hả con? Dạ nó cũng ngon cũng nhưng mà nó cũng ngon. Ủa? Nó cũng ngon. Nó cũng ngon mà nó cũng ngon. Là có lúc mới dở đúng không? Có lúc bố con nấu dở. Dạ không, nó cũng ngon. Ba cũng nấu ngon hết. Cái đáp án của bé là cũng ngon ra nè. Rồi con là ngon đúng không? Dạ ngon. À là đây là cái món mà con cảm thấy là bố con là nấu là con cảm thấy ngon nhất á hả? Dạ khoai mỡ thì con không chắc nhưng mà thịt thì con chắc. Vậy thì hôm nay con sẽ được thưởng thức là khoai mỡ bố con nấu có ngon hay không. Bây giờ hai bố đã về hai vị trí, bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ là cổ vũ bố của mình đúng không? Rồi. Bố Sơn cổ lên, bố Sơn cổ rồi, bên đây lên nè. Bố Thái Bảo cổ lên, bố Thái Bảo cổ lên, ba Sơn cổ lên, ba Sơn cổ lên nè. Và bây giờ thời gian nấu xin phép bắt đầu. Mình về chỗ nè, chờ nè. Rồi mình về chỗ nè. Rồi anh Phúc à, em mới biết được một thông tin. Đó là ở đây chúng ta có một rapper nhí. Trời ơi, xuất sắc luôn, kế bên anh luôn. Trời ơi Hiếu, con biết rap luôn hả? Dữ không? Mà đặc biệt anh rap đúng chủ đề hôm nay của bố nấu ăn luôn. Rồi, vậy bây sẵn giờ, rap trong về khi đồ mà hai ba đang nấu thì bây giờ chúng ta sẽ có một tiết mục văn nghệ nho nhỏ giữa giờ. Chúng ta sẽ cùng chào đón thiên thần rap nhỏ. Xin mời Hiếu, rapper, Hiếu. Rapper Minh Hiếu. Minh Hiếu. Yeah. Rồi. Hiếu nha. Con có một bài để tặng cho hai ba đang nấu ăn. Nhưng mà nó hơi lạc đề là nước uống. Không sao. Không sao. Yeah. 2, 3, vô. Vô. Quán con có bán cà phê đen và cà phê đá. Hey. Con có các loại rau má, có trà đá, trà sữa đường đen. Hey. Nếu mà ba thích bông chen thì con mời ba mua nước tắc. Hey. Uống xong cả người lạnh ngắt, con mời ba một ly trà gừng. Hey. Uống xong mặt đỏ phần phần, con mời ba trà chanh giải nhiệt. Yeah. Nếu mà ba thích đặc biệt thì trà đào, trà ổi bí đao. Hey. Nếu mà ba thích pha mau thì em con mời ba mua nước ép. Ép dầu, ép mỡ, ai nở ép gì. Mời rapper về chỗ của mình. Mời rapper về chỗ, hay quá. Hay quá.
Như vậy là bố Bảo và bố Sơn đã hoàn thành xong hai món ăn là thịt ba rọi chiên và canh khoai mỡ. Dạ, em thấy món ăn rất là hấp dẫn luôn. Thơm quá. Chị muốn dành ăn với hai đứa nhỏ thôi. Rồi bây giờ chúng ta hãy thử thưởng thức nè. Xem là ở cái phần này á, hai con sẽ thưởng thức hai cái phần ăn này. Sau đó chúng ta cảm nhận được là cái nào tụi con cảm thấy nó ngon miệng tụi con hơn thì tụi con cho số điểm nhiều hơn. Đó, cho 2 điểm. Còn mà phần nào mình cảm thấy là không ngon bằng thì mình cho 1 điểm. Sau khi tụi con ăn xong và cho điểm xong thì cô sẽ bắt đầu lật cái lá phiếu này lên. Lúc đó chúng ta sẽ biết được là bên nào là bố Văn Sơn nấu và bên nào là bố Thái Bảo nấu. Được chưa? Rồi, bây giờ nè, mời hai con ăn thử. Tập trung ăn nhiều phía đúng không? Hay là ăn về hai bên luôn? Mình sẽ ăn thử mỗi bên. Bây giờ nè, con ăn thử bên này đi, xong rồi hồi mới ăn thử bên này. Đó, yeah. Rồi ăn thử nè. Nha. Yeah. Sao nè, hơi nhăn chắc là không đúng khẩu vị lắm phải không? Rồi. cũng được. Kiến Anh đã ăn cái bên đó rồi, bây giờ Hiếu sẽ thử cái miếng thịt bên đó luôn, thịt ba rọi chiên bên đó thơm phức, giòn tan rồi, thử miệng nè. Xong rồi bắt đầu là cả hai cùng cho điểm món thịt trước nha, thịt phía bên đó. Ôi, ăn lịch sự, ăn che miệng lại nữa kìa, lịch sự chưa? Wow, mặn, hơi mặn hả? Món này hơi mặn nha, cảm thấy hơi mặn. Hơi mặn mà rất là đẹp, chiên đẹp. Đẹp, đều. Có tỏi phi ở trên không nè. Không khét. Không khét luôn. Bên đây có phần hơi khét nhẹ phải không anh? Khét nhẹ phía bên này, với bên rồi. Đó sao? Rồi, Kiến Anh cho món thịt tới mấy điểm nè con? Dạ, 2 điểm. 2 điểm, rồi. 2 điểm. Hơi mặn nhưng vẫn cho 2 điểm hả? Không, bởi vì trang trí rất là đẹp. Cho điểm trang trí. Rồi. Hiếu nè. Hiếu. Cho thịt tới mấy điểm? Nói chắc là... Sao nè? 2 điểm luôn. Hai điểm luôn. Thấy ngon không? Ngon không? Bộ là ngon à. Không mặn đúng không? Như vậy là Hiếu là thích ăn mặn, còn Kiến Anh là không thích ăn mặn. Không thích ăn mặn cho nên là có thể là đối với Kiến Anh ăn vậy là hơi mặn. Nếu mà ăn với cơm chắc nhiều khi là vừa đó. Rồi bây giờ mình thử cái miếng thịt bên đây nè. Chuyển qua thịt đây mình thử nè. Rồi. Mọi người sẽ thử một miếng luôn. Rồi. Bên đây cũng đẹp nha, nhìn kỹ là cũng đẹp đẹp đó. Nói chung là nhìn chứ đâu có thấy khác đúng nhiều rồi. Đâu. Không, cái này có tỏi trên nhiều hơn. À. Bên đây có ớt nhưng mà có lá với tiêu bên đây. Đúng rồi. Chà. Không, cái này 1 điểm. Cái này mấy điểm? 1 điểm. Mặn. Tại sao? Lắm luôn. Mặn lắm luôn. Wow. Mặn lắm luôn. Vậy tính thấy ra là con này luôn á. Không, cái đó mặn quá. Rồi, coi bộ khẩu vị của hai người không giống nhau lắm. Khác nhau nha. Rồi Hiếu cho cái bên thịt này là mấy điểm nè? Đánh xin lận cái. Có ăn không bớt chép chép thì chép cái chú nuốt nước miếng theo nè. Thiệt luôn, từ nãy giờ nhìn hai đứa ăn thèm chết luôn. Cái mình đứng mình ngồi mình thèm quá trời. Thật sự rất thèm luôn á. Rất ngon nha. Rồi con cho mấy điểm nè. Rồi Hiếu. Mấy điểm nè. Vẫn 2 điểm. 2 điểm luôn. Rồi. Có bộ anh này khá dễ ăn. Hiếu ơi, nếu như mà con đã cho bên đây 2 điểm rồi á, thì bên đây chỉ còn lại 1 điểm thôi. Chỉ còn 1 điểm thôi. Là mình phải có sự cân nhắc. Con lỡ cho bên kia 2 điểm rồi. Thì bên đây con chỉ cho được 1 điểm. Con chưa nói, con không biết. Rồi bây giờ cho suy nghĩ kỹ lại nè. Ý là thích bên nào hơn nè. Con là con thích bên nào hơn nè, này là nãy 2 điểm, ở đây là 1 điểm đúng không? Dạ. Đó bạn đây là có lưu rõ ràng nè. Bây giờ tới Hiếu nè. 2 điểm. 2 điểm rồi bên kia cho là 1 điểm đúng không? Rồi. Rồi bây giờ tới thử canh nè. Rồi. Mình thử canh nè. Canh mình lấy cái muỗng nè. Canh là mình lấy cái muỗng nè. Bỏ cái đũa xuống nè. Thử bên đây chưa? Rồi. Cái chén có hứng vô nè. Mùi vị bình thường. Mùi vị giống mà canh bình thường. Rồi vậy mình ăn thử đi con. Múc vô chén nè, múc vô chén nhưng mà đang né cái rau nè. Đó, các bé đều không thích ăn rau là không biết vì sao nha. Chứ ở nhà mà bé chip nhà chú không ăn rau là bị ăn đòn rồi đó nha. Cái này lạc quá. Đây lạc hả? Rồi. Đối với Kiến Anh thì sao? Cái này cũng không được lắm. Không được lắm. Nói chung là không ngon lắm. Vậy là mình cho 1 điểm ha. Rồi. Hay là mình cho 1 điểm ha. Hiếu cho bên đó mấy điểm nè? Dạ. Hay là để mình ăn hai cái canh luôn xong mình suy nghĩ. Cho nhưng mà lỡ suy nghĩ sợ ba mình nấu cho nên cho 1 điểm nó kỳ. Cái đây suy nghĩ lại dễ sợ. Đang suy nghĩ lại đây khăn giấy nè con, khăn giấy. Rồi, ba thử cái này luôn đi. Rồi bây giờ mình thử cái món canh cái bên này đây luôn đi. Cái này trang trí hoa Mỹ nè. Hoa Mỹ nè, đó trang trí hoa Mỹ có nè. Có tiêu nữa. Rồi, tới Kiến Anh nè. Không cho lấy cha con ăn thêm cái rau này nữa, nó rất là mới ngon. Không, nhiều khi các bé là không thích ăn rau đấy. Nhiều khi ở nhà mẹ nấu là múc riêng ra không ăn rau. Con anh rồi. Gấp hết rau, bỏ ra hết. Ép lắm ăn, không chịu ăn. Rồi. Con ăn tiêu được. Không ăn được tiêu hả? Nhưng mà con ăn thử canh con thấy thế nào? Dạ, được hơn canh này.
Được không? Vậy là bên đây là? Bên đây là 2. 2 điểm. Bên đây 1 điểm. Dạ. Rồi, còn Hiếu sao? Minh Hiếu sao? Cái này 2, cái này 1. À, cái này 2, cái này 1. Tổng điểm các bé cho là bên đây là đang 5 điểm nè. 5 điểm nè, bên đây 7 điểm nè. Bây giờ bắt đầu mình lật. Bây giờ tụi con muốn lật bên nào trước? Dạ, bên này trước đi. Bên này trước đúng không? Rồi, cho con lật luôn á. Từ từ. Nếu bên này là bố Bảo, con sẽ khóc. Con sẽ khóc. Khóc luôn à. Mà nếu mà là bố Sơn thì con sẽ cười. Cười đúng không? Và chúng ta sẽ cùng xem 7 điểm có phải là bố Sơn của bé Hiếu hay không nhé. Xin mời. 3. Khoan. Lấy mình lật 2 luôn đi. Ok. Cho bất ngờ. Rồi. Đúng không? 1 2 3. Là sau 3 vòng chơi thì các ông bố đã có kết quả khác nhau. Ở vòng 2 thì cả hai đội đều có cùng số điểm là 4 điểm. Tuy nhiên ở vòng 3 ở bữa ăn yêu thương thì ông bố đã vượt lên rất là ngoạn mục. Bố Bảo và bé Kiến Anh có số điểm đó là 5 điểm. Còn bố Sơn và bé Hiếu thì có số điểm đó là 7 điểm. Và tổng 2 vòng 2 và vòng 3 thì số điểm của bố Bảo và bé Kiến Anh đó là 9 điểm. Và số điểm người quán quân ngày hôm nay đã đạt được giải nhất của chúng ta đó là bố Sơn và bé Hiếu. Tổng số điểm là 11 điểm. Yeah. Yeah. Và phần thưởng dành cho người chiến thắng đó chính là giải thưởng 5 triệu đồng của chương trình Bố Là Tất Cả. Nhưng cả hai ông bố và hai bé đều sẽ được tặng thêm 2 voucher của vali, túi sách, sacos đó, mỗi voucher trị giá 1 triệu đồng. Và một phần thưởng nữa đó chính là 2 chú gấu mà hai bé ôm ngay từ đầu. Hai khủng long. Yeah. Đó, hai bé sẽ được tặng ôm về nhà luôn. Yeah. Trước khi chia tay chương trình, không biết là bố Bảo và bố Sơn có điều gì muốn chia sẻ với Bố Là Tất Cả ngày hôm nay không ạ? Thật sự đến với chương trình này là mình có một sự trải nghiệm mà rất là thú vị. Thứ nhất là giữa bố và con là hiểu nhau nhiều hơn. Và cũng có cơ hội để cho gắn kết với bố và con cũng như trong gia đình. Và đặc biệt là biết thêm một người bạn là anh Sơn là có thể là sau này trở thành một bạn tốt và tất cả nhiều mối quan hệ. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Không biết là bố Sơn, ngày hôm nay cảm xúc của mình như thế nào ạ? Thì bố cũng đến chương trình tham gia thì cũng không phải là thắng thua, nhưng mà cũng phải để đi theo con để tham gia chương trình để có cái kỷ niệm với con, rồi để hiểu con, rồi để hiểu bố, để những cái cách để trao dồi cho hai bố con được hiểu nhau nhiều. Dạ, giờ quan trọng là cảm xúc nè, cảm xúc của hai bé nhỏ nè. Sao Hiếu, thấy sao nè? Dạ, này vô mánh là vô mánh rồi. Bố chưa hiểu lắm hả? Có nhiều cái còn sai phải không hay sao? Nãy á, con chấm điểm, con nhìn qua bên đây con thấy giật lên, cái con tự nhiên con thấy là bố Bảo, và tự nhiên con nhìn bên cái điểm thấp hơn, tự nhiên con nhìn thấy Sơn Sơn. Ai ngờ là đổi ngược lại. Ngạc nhiên. Rồi còn Kiến Anh sao cảm giác như thế nào? Ngày hôm nay con thấy là bố của con là đã là tuyệt vời trong mắt con chưa? Dạ rồi hả? Rồi con cảm xúc như thế nào khi mà đến với chương trình này? Con rất là vui. Cô Lan cũng hy vọng đây là một cái kỷ niệm mà đẹp, nho nhỏ mà chương trình đã mang lại cho hành trình của hai bố con, giống như là bên của anh Bảo, như là anh Sơn. Và kính thưa quý vị khán giả, thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng quen thuộc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn vali, túi sách, ba lô cao cấp Sacos đã đồng hành với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào Bố Là Tất Cả kỳ sau. Xin chào. Xin chào.